Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Ban Nha. Mình là Mỹ Phượng, rất vui được gặp lại mọi người nha. Bây giờ tụi mình hãy cùng bắt đầu một ngày mới nào. Đây là mái tóc mà Phượng đã tự sởn ngày hôm qua. Sau khi cắt ngắn ngắn lên được khoảng tới đây nè mọi người. Không tới đây chứ. Thì Phượng thấy cái tóc của Phượng nó vẫn rất là khó chịu. Nói chung là cắt không có hài lòng á. Vẫn đẹp nhưng mà mình không có thích cái style. Mình cảm giác như là không ra đúng cái style của mình thích. Cho nên là Phượng đã chịu đựng một tháng trời. Nhưng mà Phượng thấy là không ổn rồi. Ngày hôm qua Phượng quyết định là cầm kéo cắt luôn. Tự cắt luôn, cắt ngang hết, không có lưa thưa, không có gì hết. Thì Phượng cắt ra cái style này Phượng rất là ưng ý luôn. Phượng chỉ cắt tóc ngang thôi. Và đáng lý ra là nó phải ngắn hơn nữa. Phượng muốn nó tới đây nè. Nó tới đây nè, nhưng mà Phượng sợ là Phượng không có cột tóc được. Tại tóc Phượng rất là nhiều, mà cắt ngắn lên tới này là rất là khó cột tóc. Đó, cắt ngắn cỡ này. Cho nên là Phượng cắt tới đây thôi. Nhưng mà Phượng cảm thấy rất là hài lòng luôn. Nó ngắn và vừa phải, nó rất là thoải mái nữa. Và tự nhiên cái nó cũng thành một cái style ngang ngang rất là hay ho. Đó, mái tóc mới của Phượng. Yeah. Mọi người thấy Phượng hay không? Phượng tự cắt luôn á. Đây là một ngày tụi Phượng vòng vòng vào mall để mua sắm xem có gì hay ho không. Nhưng mà ngày hôm nay thì không mua được gì hết trơn á. Cho nên Phượng quay phim điệu điệu vậy thôi. Tụi Phượng đang ở trong nhà hàng Goico, đang ăn trưa. Hôm nay rất là đông luôn. Đây là con mới của tôi. Cheers. Burger của bạn Phượng. Nhìn hấp dẫn chưa? Còn đây là của Phượng. Enjoy. Yes. Chef for free. Đây là hóa đơn của ngày hôm nay, mời mọi người tham khảo nha. Ok, thì đây là đôi Dr. Martin đầu tiên của Phượng. Phượng thực ra là cũng không phải là gu cái giày này mọi người. Nhưng mà đại khái là khi mà thấy nó cũng gì và này nọ thì Phượng cũng muốn thử mang thử xem nó như thế nào. Thì nhân cái dịp sale Phượng mua đôi này cũng khá là ok. Thì bây giờ Phượng unbox cho mọi người xem nha. Ôi dồi dồi dồi. Tan tan tan. Đó, thì em giày này của Phượng sẽ là một cái đôi màu trắng da. À, cái đế hơi cao một chút thôi, khoảng 4 phân ha. Rất là xinh. Phượng chưa biết Phượng sẽ mặc cái gì nhưng mà Phượng nghĩ là mặc trò thì nó rất là xinh. Yeah. Đóng là tụi mở để lên trên cho mọi người xem. Yeah. Đó, đây là em đó. Người thấy xinh không? Thì cái đế nó sẽ cao như vậy nè.
mặc mấy cái váy dài hoặc là mấy cái sọt nhìn nó cũng rất là xinh. Nói chung mặc gì cũng xinh, Phượng thấy cái này cũng dễ mang. Phượng chỉ sợ đó, từ Martin là nó bị nặng hơn, nó khá là nặng đó, nhưng mà không biết mang thì như thế nào. Tại vì nhiều người thích giá thì chắc cũng phải có lý do, cho nên là Phượng sẽ mang thử. Yay. Yay. Đây là nồi lẩu nấm với gà. Đây là nấm mùa thu. Cái nấm Phượng thích lắm nè. Nấm mùa thu. Đây là mùa để ăn nấm. Đây là rau ăn kèm. Đây là miếng nước chấm. Already, right? It's heavy too. Okay, it's time to cut the fish. How do I even do this? Oh, like this. All right. It's not so bad. Mùa thu là mùa để ăn nấm đó mọi người. Trời ơi, Phượng rất là ghiền nấm vào mùa thu. Lúc nào cũng phải tranh thủ ăn thật là nhiều nấm vào mùa thu hết á. Chứ mùa thu ngắn lắm mọi người ơi. Bạn Phượng cũng rất là thích món này. Mọi người nhìn nồi lẩu có hấp dẫn không nè. Đây là tháng ăn burger hay sao á. Hôm nay tụi Phượng lại tiếp tục đi ăn burger với bạn. Và cái quán burger này rất là ngon nha. Phượng không ngờ luôn á. Ở một cái thị trấn gần Madrid thôi, nhưng mà rất là ngon. Đây là cái tên nè đó. Cái tiệm cũng cool nữa. Đây là máy chụp hình mới và gimbal ha. Thì Phượng sẽ mở. Phượng cũng mới nhận được hàng thôi. Đây là em Sony ZV-1 M2. Cái này là gì? Order một em máy màu trắng như vậy nè. Đó, Phượng rất là thích màu trắng cho nên là Phượng order màu trắng một cái set luôn. Rất là xinh. Yeah. Tiếp tới là cái này là cái gì? Oh, có đi kèm với cái này luôn. Cái mic hả? Hình như cái này là cái mic. Rất ghê, dễ thương, màu trắng luôn. Này, kinh quá. Yeah. Đây là cục pin. Xong. Đây là cái em máy. Vậy là mình phải mua cái thẻ nhớ nữa. So we have to buy the memory card. Not go with memory card. Okay. Tiếp tới là cái gimbal. Gimbal này. Này nè. Phượng không biết cái này có phải là cái mã hay cái gì không. Một cái bao như vậy rất là xinh. Xong rồi bây giờ là cái gimbal. Tan.
thân. Rồi, nhìn rất là ok nha. Có thể bỏ được ba chân cầm như vậy, có thể xoay rất là chắc chắn luôn. Phượng rất là hài lòng với em máy mới này luôn á. Phượng cũng chưa biết làm gì hết nhưng mà Phượng rất là thích, cho nên Phượng cứ mua để đó để chụp hình, quay phim nè, đi du lịch nè. Tụi Phượng đang ngồi ở Starbucks và Phượng đang chờ bạn Phượng mua nước. Đây là Starbucks ở trong một trung tâm thương mại khác. Ly nước của bạn Phượng đây và ly matcha quen thuộc của Phượng đây. Đây là phần bò kho Phượng mới nấu ngày hôm nay và Phượng rất là thích luôn. Phượng cảm giác như Phượng nấu bò kho hơi bị đỉnh đó mọi người. Không biết mọi người nhìn thấy sao. Phượng lại tiếp tục vào Starbucks. Hôm nay thì đi trung tâm thương mại này rất là to. Phượng rất là thích cái trung tâm này nhưng mà lười đi metro. Thì lâu lâu Phượng mới đi tới đây thì đi vòng vòng mua sắm coi đồ. Xong rồi ra Starbucks này đi ngơi rồi là đi tiếp như vậy đó. Phượng dùng cái tóc mới của Phượng quá, rất là thích luôn. Là ly matcha quen thuộc của tôi, lúc nào Phượng cũng uống matcha ở đây hết trơn á. Còn cái ghế bàn, cái quán rất là xinh luôn nè mọi người. Xinh không? Yeah, bạn Phượng đã order nước cho Phượng rồi. Đây là chân dung người đàn ông. Đây. Đây là cái nhà sách mà Phượng muốn đi ở cái mall này. Cái nhà sách rất là rộng luôn. Rất là thích văn phòng phẩm. Phượng đang vào đây để tìm một cái túi đựng máy ảnh. Quá trời luôn. Cái này là để bác sĩ nè. Chuyên game. Phượng rất là thích mấy cái mô hình này nè. No, I don't like it. So cute. Vamos, para. Cái này nhìn giống như mấy con đường hẻm nhỏ nhỏ này. Ai cưng quá đi. Đây là cái khu mà Phượng rất là thích nè. Trời ơi, cái khu sách thiếu nhi. Đọc sách nè, dễ thương chưa. Đó. Mấy bạn vào đây có thể lấy sách rồi ngồi đọc. Cưng ơi là cưng luôn. Trời ơi. Phượng rất là mê nhà sách. Bạn Phượng với Phượng đều rất là mê. Cứ vào mấy cái khu này là ha, hoài luôn, không muốn đi về mọi người. Văn phòng phẩm rồi sách rồi này kia, rất là thích luôn. Qua tới cái khu đồ trưng bày, đồ chơi rồi thì có mấy cái này. Đây, con rất mê. Đĩa hát ngày xưa. What's that? Yeah. Look, only 220. Normally it's 360, but it's only 200. Mm-hmm.
Bây giờ cũng tới cái chỗ ghế ngồi này để ngồi nghỉ ngơi. Rồi cái nhà sách này nó rộng lắm mọi người, cho nên là đi 7 giờ đi ngoài mệt luôn. Nên mình cũng ngồi nghỉ ngơi một chút thì coi tiếp. Bao nhiêu năm rồi Phượng vẫn còn ấm ức cái vụ thổi hoa bùa công anh đó mọi người. Phượng thấy mọi người thổi rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng. Còn Phượng thổi nè, khổ sở ghê không? Sau một đêm mưa thì hôm nay đã thật sự là mùa thu rồi nè mọi người. Thấy lá vàng ở dưới sân rơi đầy chưa? Ở trên cây cũng vàng khè rồi. Thì lá vàng rụng dưới đất quá trời luôn. Tối hôm qua là một đêm mưa gió. Sáng nay cũng mưa lâm râm, lác đác. Thì Phượng đi xuống công viên thì thấy lá vàng rơi và mọi thứ đã nhìn rất mùa thu rồi. Rất là thích luôn. Tụi Phượng đang đi vào trung tâm cuối tuần để ăn trưa và để chơi một chút. Slowly. Tụi Phượng đang đi xuống metro để đi ra trung tâm. Đây là Phượng ngày hôm nay. Còn đây là một anh đang chơi nhạc ở dưới rất là mắc cười nè. Trung tâm hôm nay cũng rất là đông nè. Đang đi ăn. Rất là đông đúc. Tụi Phượng đang đi đến cái quán Hàn Quốc quen thuộc. Đời. Đây là cái quán. What's this club? A bit. Sport. À, nó có phượng. Luôn luôn. Hôm nay trời khá là lạnh, khoảng 10 độ mọi người. Tụi Phượng mới đi ăn xong, bây giờ sẽ đi uống cà phê. Thì tục lệ là cứ ăn xong là phải uống cà phê vậy đó. Thì hôm nay chủ nhật, ra trung tâm khá là vui, rất là đông người luôn. Bây giờ đi uống cà phê nha. Ta bắt đầu bỏ trang trí cái thông, à không phải cái thông, à, trang trí Noel lên rồi nè. Đường phố à, giống như là người ta không đợi nổi Noel nữa rồi. Người ta phải chơi Noel từ bây giờ. Cheers. Tăng, no, up more. Cuối cùng thì tụi Phượng đã ngồi ở Starbucks và ngắm đường phố, uống cà phê. Thì lúc này ở ngoài đây vẫn còn có thể ngồi được, không có lạnh lắm á mọi người. Đây là cái con đường trung tâm nè. Ngồi ngắm như vậy rất là vui. Đây gọi là cà phê lề đường ở Madrid. Đi cà phê của Phượng. Cà phê lề đường. Hôm nay trời khoảng 10 độ nhưng mà rất là dễ thương, cuối tuần rất là dễ thương. Từ
người phụ ra trung tâm chỉ có mục đích như vậy thôi. Ăn xong rồi cà phê xong rồi đi về. Bây giờ phụ đi về. Yeah, tụi Phượng đã lên xe. Và bây giờ thì đi về thôi. Đuối quá rồi, nói chung là chỉ chơi như vậy thôi á. Cuối tuần ra trung tâm một chút rồi đi về. Nhưng mà hôm nay ăn ngon và ngồi cà phê cũng vui mọi người, cho nên rất là enjoy. Một chủ nhật rất là dễ chịu. Phượng quay một chút sắc màu mùa thu cho mọi người xem nha. Lúc này cũng mới chớm thu thôi à. Nói chung tháng 10 năm nay thì thu cũng hơi chậm chậm một chút, cho nên là cây lá vẫn chưa có vàng lắm. Có nơi thì rụng vàng vàng, có nơi thì vẫn còn xanh xanh. Đó, Phượng quay sơ sơ cái con đường về nhà cho mọi người xem nha. Nhưng mà mùa thu vẫn rất là dễ thương, nhìn rất là thích phải không mọi người? Màu sắc rất là đáng yêu, rất là thơ mộng luôn. Tụi Phượng đã về tới nhà. Hôm nay tuy là một ngày ở trung tâm rất là ngắn ngủi nhưng rất là vui, rất là thỏa mãn. Bất chợt thôi mọi người, nó lý là tụi Phượng ở nhà hôm nay loanh quanh thôi. Mình bất chợt nghĩ thôi đi trung tâm và đi một chút khá là vui. Hôm nay thì Phượng đang đi ăn ở một nhà hàng Thái Lan mà Phượng mới tìm ra, rất là ngon luôn. Phượng rất là thích đồ ăn ở nhà hàng này. Không gian rất là dễ thương, rất là lãng mạn nữa. Nói chung cực kỳ ưng ý luôn mọi người. Món ăn ở đây rất là và là được luôn á, đúng là cái kiểu Thái Lan luôn á. Còn Phượng ăn rất là nhiều nhà hàng Thái ở Madrid rồi nhưng mà Phượng không có hài lòng, ở đây thì cực kỳ hài lòng. Nhưng mà chỉ có điều là giá tiền thừa hơi mắc, tại vì bữa ăn hôm nay trị giá gần 80 euro, nhưng mà tụi Phượng cũng không phải là ăn cho no nữa. Phượng đang đi dạo công viên mùa thu và Phượng muốn tâm sự một chút về mùa thu và tháng 10, tháng Halloween. Thì ở Tây Ban Nha mọi người không có Halloween đâu, họ chỉ chơi phong trào theo văn hóa Mỹ thôi. Nói chung là rất là buồn cười, cho nên là Halloween ở đây nó không phải là một cái dịp lễ hội gì lớn hết á. Những người trẻ thì chơi hoặc là con nít thì chơi chứ còn không có ai hưởng ứng nhiều hết. Năm ngoái á, thì ở cái khu nhà Phượng có mọi người kêu gọi là làm Halloween cho các trẻ em đến nhà để mà xin kẹo. Tụi Phượng cũng cố gắng làm Halloween, nếu như mà các bạn có xem năm ngoái thì rất là mắc cười. Tụi Phượng trang trí rồi make up rồi làm đủ thứ trò hết, cứ nghĩ là sẽ rất là vui. Nhưng mà cuối cùng thì các em không đến được bao nhiêu hết, đến được có một hai gia đình là xong luôn cả cái mùa Halloween á. Cho nên năm nay dù có kêu gọi thì Phượng cũng thấy nguyên cái tòa nhà của Phượng không ai làm nữa hết á, và Phượng cũng không có làm nữa. Cho nên yeah, trong video này không có Halloween nha mọi người. Bây giờ thì Phượng chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Bye!